Rất nhiều anh chị chúng ta muốn xây dựng cho mình những cái kênh như TikTok, fanpage, YouTube có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Nhưng chúng ta sợ một cái điều rằng đó là chúng ta cần phải đổ ra rất là nhiều thời gian và công sức để chúng ta xây dựng được cho mình những cái kênh TikTok, fanpage, YouTube có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Thì Linh muốn chia sẻ với anh chị về một cái câu chuyện, đó là bác sĩ Cao Hữu Thịnh là một bác sĩ hiếm muộn, rất là nổi tiếng. Và cái thời gian làm việc của bác ấy cũng như là full từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Nhưng tại sao bác sĩ Cao Hữu Thịnh vẫn có thể xây dựng được cho mình một cái kênh TikTok rất là thành công? Không phải là một kênh nữa mà là hai kênh, một kênh đó là về chuyên gia và một kênh ở dạng phim, và cực kỳ hiệu quả và đã viral rất là mạnh mẽ và đã giúp cho bác sĩ Cao Dinh nâng cao cái danh tiếng của mình và lan truyền cái thương hiệu của mình, và đã giúp cho bác sĩ Cao Thịnh có một lượng khách hàng đông nghịt, cực kỳ đông luôn. Vậy thì bí mật ở đây đó là gì? Khi mà Linh gặp bác sĩ Cao Thịnh thì bác cũng chia sẻ rằng là bác không có nhiều thời gian, bởi vì bác bận rộn trong việc mà khám bệnh, một ngày khám khoảng từ 200 cho đến 300 cái bệnh nhân, và còn phải đi mổ rồi phải đỡ đẻ nữa. Thì Linh mới chia sẻ với bác Thịnh đó là gì? Mỗi ngày mà bác sĩ Thịnh mà đang khám khoảng từ 200 đến 300 cái bệnh nhân như vậy ấy, thì hãy để cho mình một cái chiếc điện thoại trước chỗ làm việc của mình ấy, và sau đó đặt những câu hỏi với bệnh nhân của mình, tạo thành những cái câu chuyện, và sau đó cuối ngày đưa cho một bạn cắt ghép lại những cái câu chuyện thành những cái câu chuyện trong ngày. Và bác đã có một cái kho tàng về câu chuyện để mà mình up không bao giờ hết. Và một cái thứ hai nữa đó là bác Thịnh cũng nói với Linh rằng là gì, bác cũng muốn làm những cái thể loại như là phim, những là hài hước, để mang những cái niềm vui, mang những cái câu chuyện ở trong cái ngành nghề của mình ra đến cho công chúng, đến cho mọi người được xem. Thì sau đó thì Linh cùng với đội ngũ của mình đã hướng dẫn cho bác đó là gì ạ? Mỗi tuần như vậy á, là sẽ dành ra một buổi để viết kịch bản, sau đó là sẽ bắt đầu chỉ có một ngày cuối cùng, đó là ngày chủ nhật ấy, thì bác sĩ Thịnh chỉ cần dành ra khoảng một buổi chiều để quay. Vì sao là bác sĩ Thịnh chỉ cần khoảng tầm 3 giờ đồng hồ chiều chủ nhật đã có thể làm được rồi? Bởi vì buổi sáng ấy đến buổi chiều ấy, khi mà quay ấy, là team của Linh sẽ tập trung vào quay diễn viên, tất cả những cái bản diễn viên phụ và thoại hết tất cả diễn viên phụ, và sau đó chỉ cần khoảng 3 tiếng buổi chiều thôi. Bác sĩ Thịnh đến từ lúc 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều, quay tất cả là 10 cái clip. 10 cái clip đó thì chỉ tập trung vào buổi chiều là chỉ có quay phần bác sĩ Thịnh thôi, và sau đó các bạn edit video sẽ edit và cắt ghép lại. Đó là lý do một người siêu bận rộn nhưng mỗi tuần chỉ cần dành ra 2 cho đến 3 giờ một đồng hồ là đã bắt đầu có thể quay được clip. Và một cái người thứ hai nữa cũng là bác sĩ luôn, đó chính là bác sĩ Phan Hồng Sơn. Cũng là một người siêu bận rộn nhưng mỗi ngày chỉ dành ra khoảng tầm 1 giờ đồng hồ buổi tối trước khi đi ngủ để mà viết kịch bản, lên kịch bản, lên ý tưởng và sau đó thực hiện quay dựng. Và thế là bác sĩ cũng đã có được những kênh hàng triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt follow. Và bác sĩ Phan Hồng Sơn khi mà kênh chỉ mới 100 ngàn lượt follow cũng đã gia tăng cái thu nhập của mình, gia tăng cái doanh số bán hàng của mình ở trên online rất là nhiều. Vậy thì bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng như bác sĩ Phan Hồng Sơn có thể làm được kênh TikTok, fanpage, YouTube có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow, thì không có lý do gì mà chúng ta không làm được. Quan trọng đó là chúng ta phải nhìn thấy những kết quả. Đó là chúng ta hãy hình dung đến một cái điều, khi mà chúng ta xây dựng được cho kênh của mình chỉ cần 100 ngàn lượt follow thôi, những nội dung mà viral rất là mạnh mẽ ở trên mạng xã hội và giúp chúng ta có được hàng trăm khách hàng, hàng ngàn khách hàng mỗi ngày, và lợi nhuận chúng ta cũng tăng gấp 5, gấp 10 lần so với trước đây, thì điều này có xứng đáng để chúng ta bỏ ra? Nếu chúng ta xứng đáng, hãy bắt đầu ngay đi ạ. Và bắt đầu làm cái nào? Linh đã có soạn sẵn tất cả những tài liệu tặng cho anh chị chúng ta hoàn toàn miễn phí. Từ việc mà chúng ta lên một cái chủ đề ra sao, từ việc mà chúng ta lên cho mình một cái ý tưởng như thế nào, từ việc mà chúng ta sẽ viết thành một kịch bản để giúp người xem đến những cái giây phút cuối cùng, rồi cũng như cách mà chúng ta quay, chúng ta dựng một cái video như thế nào để đạt được một hiệu quả nhất. Và Linh đã soạn sẵn tất cả những nội dung này dành tặng cho chúng ta hoàn toàn miễn phí. Hãy để lại tên và email của mình dưới đường link của video này, thì chúng ta sẽ nhận được cái bộ tài liệu mà Linh sẽ gửi tặng cho anh chị chúng ta. Và hàng tuần Linh sẽ có những nội dung mang những cái thông điệp, những cái nội dung giá trị hướng dẫn cho chính anh chị chúng ta về những cái kinh nghiệm, những cái cách thức làm sao để chúng ta có những kênh TikTok, fanpage, YouTube có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow, cũng như cách mà chúng ta kiếm tiền trên đó. Nên chúng ta hãy nhớ chú ý mở mail và Linh sẽ gửi tặng cho anh chị chúng ta nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.